Mời quý vị theo dõi bản tin giá cả thị trường hôm nay của Đài Phát thanh Truyền bình Dương. Mở đầu là thông tin về giá vàng. Kết thúc tháng 6 năm 2023, giá vàng thế giới giảm 52,7 đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong tuần qua, giá vàng thế giới đã lấy lại mốc 1.900 đô la Mỹ một ounce. Tại thị trường trong nước, ngày cuối tuần, giá vàng tăng nhẹ. Hiện tại, giá vàng SGC được niêm yết mua vào 66 triệu 400 ngàn đồng một lượng và bán ra ở mức 67 triệu đồng một lượng. Với mức này, giá vàng trong nước tiếp tục cao hơn giá vàng thế giới trên 12 triệu đồng mỗi lượng. <laughs> Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt 24,6 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý là có 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la, gồm cà phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, tôm, sản phẩm gỗ. Trong đó gạo và hạt điều là hai sản phẩm tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu, riêng cà phê tuy giảm về khối lượng nhưng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 5,2% nên giá trị xuất khẩu đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 3%. Trong nửa đầu năm, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam khi chiếm 21,4% thị phần, tiếp đến là Mỹ và Nhật Bản. Giá heo hơi hôm nay ổn định trên diện rộng và ghi nhận mức cao nhất 64.000 đồng một ký tại Thái Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận sự biến động mới và dao động trong khoảng 58.000 đến 61.000 đồng. Theo đó, giá thấp nhất khu vực 58.000 đồng một ký được ghi nhận tại Đồng Tháp, Sóc Trăng, mức giá cao nhất khu vực 61.000 đồng một ký được ghi nhận tại Đồng Nai, Long An, Cần Thơ. Các địa phương khác trong khu vực ghi nhận giá heo hơi quanh mốc từ 59.000 đồng đến 60.000 đồng một ký. Tuần qua, một số doanh nghiệp sản xuất trong nước tiếp tục đồng loạt hạ giá các sản phẩm thép xây dựng, giảm 170.000 đến 540.000 đồng một tấn. Hiện giá thép trên thị trường dao động ở mức 13.700.000 đồng đến 14.400.000 đồng một tấn. Theo các chuyên gia kinh tế, những khó khăn trong việc tiêu thụ thép hiện nay không chỉ xảy ra đối với Việt Nam mà là khó khăn chung của cả nền kinh tế thế giới với sự tiếp tục đi xuống của thị trường toàn cầu và vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Do vậy, các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước cần có sự tính toán phù hợp nhằm cân đối trong việc sản xuất và tiêu thụ, tránh những rủi ro có thể xảy ra. Do trùng vào 2 ngày nghỉ cuối tuần, nên kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng sẽ được lùi sang ngày mai 3 tháng 7 theo quy định. Các doanh nghiệp dự báo xăng trong nước có thể giảm từ 100 đồng đến 300 đồng một lít, trong khi dầu diesel có thể tăng 100 đồng một lít. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài Chính trích quỹ bình ổn giá xăng dầu Giá xăng có thể tiếp tục giữ nguyên, thậm chí tăng nhẹ. Đến đây bản tin giá cả thị trường xin được tạm dừng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.